Vâng, hôm nay thì em vào kho thì em có dọn kho được một số các cái loa và em cần thanh lý với cả anh em luôn. Đấy, trong video này bác nào có nhu cầu mua loa thì gọi điện thoại trực tiếp giúp em lên cơ sở 1 các bác nhé. Các bác đi qua kênh thì nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em. Đấy, ok. Và ngày hôm nay thì đúng như tiêu đề thì em có vào trong kho thì em cũng đã lọc ra một số các cái loa loa lời. Đấy, và hôm trước thì cũng đã bán chép loa rồi, nhưng ngày hôm nay còn cái bát này em thanh lý hết cho anh em luôn. Đấy, thanh lý hết cho anh em luôn. Và đây là loa gì thì em trả lời các bác, đây là loa Advan của Đan Mạch các bác nhá. Đấy, loa Advan của Đan Mạch xịn luôn. Đấy, bao cho các bác loa xịn luôn. Và các bác nhìn từ cái thương hiệu của nó, các bác nhìn này, nó đều có tên thương hiệu ở đây. Và cái loa của nó đây cũng còn nguyên thương hiệu tên tuổi đây. Đấy, cái dòng này nó là cái dòng center của Đan Mạch các bác nhá. Thì nó chạy 2 bát 12 các bác nhá. 2 bát 12, lòng vàng rất là đẹp. Thì trước đó cái loa bát này thì em bán cho các bác giá là 580.000 một đôi bát này, đúng không ạ? Em đã bán cho các bác giá 580.000 một đôi bát này. Và ngày hôm nay nó có sự khác biệt là thanh lý tất cả anh em là vẫn bán 580.000 nhưng tặng cho một chiếc thùng này và cái bộ phân tản ở trong luôn. Đấy, không tính tiền luôn. Đấy các bác nhá. Đấy. Và giá vẫn như vậy nhưng được cả thùng. Đấy, được cả thùng, và cái này thì vành của nó là vành 11 thì các bác có thể về lắp chép 10 vào cũng được luôn các bác nhá. Lắp chép 10 vào vẫn ăn bình thường. Đấy, rất ok. Đấy, vẫn vào bình thường các bác nhá, không ảnh hưởng gì cả. Đấy, bác thích lắp chép thì vào cái ăn ngay. Đấy. Thì bác nào mà có nhu cầu mà thích lắp chép lắp trước gì đấy, các bác có thể lắp vào luôn để về chơi. Đấy, nó có nhiều cái phương án chơi rất là hay, ok. Đấy, thế là trước đó thì đã bán cho các bác giá đây các bác này, có thể lắp chép giấy vào cũng được, là ok, là các bác nhìn chưa. Đấy, thích lắp chép giấy là vào luôn được. Đấy, làm loa center dân trước rồi loa lời nói trước, ok hết luôn có chưa. Thì bên em trước đây thì các bác, bên em bán cho các bác ấy, giá là 580.000 một đôi bát này, ngày hôm nay bán vẫn 580.000, bao ship cho anh em nhưng tặng cho các bác một chiếc thùng này và có phân tần ở trong rồi. Phân tần của nó là phân tần xịn các bác nhá. Phân tần xịn đi theo cũng luôn luôn. Đấy, rất là tuyệt vời. Đấy, và cây này thì là các bác nếu mà lấy một cây này, cây này thì nó gồm 2 bát mà thì là 580.000 bao ship, nhưng nếu bác nào mà lấy mà 2 cây các bác nhá, lấy 2 cây. Đấy, lấy 2 cây thì bên em bán cho các bác giá chỉ có mà 1.050.000 là 2 cây các bác nhá. 2 cây. 1.050.000 2 cây bao ship cho anh em luôn. Có nghĩa 2 cây này là gồm 4 chiếc bát và có cả phân tần trong rồi các bác nhá. Có 4 chiếc bát có phân tần. Các bác thích về lắp chép gì cái là ăn ngay này. Về làm loa center sân thiếc rồi thích làm gì lắp vào cái là ok luôn các bác nhá. Đấy, chép 10 cũng được, chép 11 cũng được. Cái này dòng này nó làm vành rộng hơn một chút thì các bác thích lắp chép 10 chép 11 cũng ok hết luôn các bác nhá. Đấy, về làm loa center sân thiếc rất là tuyệt vời, rất là hợp lý. Mà loa thì loa xịn của Đan Mạch các bác nhá. Đấy, em bán chỉ có 580.000 một cây, không có chép các bác nhá. Cái này là không có chép đâu. Đấy, không có chép, có 2 cái bát này thôi. Trước là 580.000 một đôi bát này, nhưng ngày hôm nay vẫn 580.000 nhưng tặng cho các bác cả thùng và cả phân tần trong luôn, chỉ được về cắm là chơi luôn. Đấy. Và bác nào lấy 2 cây thì là đúng giá của nó là 1.160.000, nhưng em tính cho các bác giá chỉ có là 1.050.000 thôi. Đây là cho bác nào mà ok phát là em bán một đôi cho nó dễ đóng, rồi đóng cho nó nhanh các bác nhá. Đấy, rất là hợp lý các bạn. Đấy, 2 bát 12 đấy, lời rất là ok, nghe nhạc cũng ok, mà làm tí trọ lời nhẹ nhẹ trong phòng nhỏ nhỏ rất là ok. Thùng thì tất cả mọi thứ nguyên bản, về nguyên đai nguyên kiện như thế nào để nguyên như vậy luôn. Đấy, còn nguyên logo, đấy, nguyên tem mác mọi thứ để nguyên, tất cả mọi thứ để nguyên, không làm cái gì cả. Đấy, có bác nào thích mua về tân trang, thích thành sơn nó thành màu vàng màu đỏ màu đen gì tùy các bác nhá. Đấy, em để nguyên cho các bác như này. Đấy, ok chưa? Đấy, thùng quét vẫn còn ok. Đấy, 580.000 một thùng này, cùng 2 chiếc bát và một cái phân tần. Đấy, có bác nào lấy 2 chiếc này, đấy, cùng tiện công em đóng, em tính chỉ có 1.050.000 thôi. Bao ship cho anh em luôn. Đấy, bao ship cho anh em. Đấy, 1.050.000. Đấy, là 2 cây, cùng 4 chiếc bát luôn. Đấy, và các bác thích lắp chép gì, và tùy các bác thích chép đôm, được tiếp chép kèn, được thích chép giấy thì tùy các bác thích các bác lắp gì lắp. Đấy, ok chưa các bác? Đấy. Mọi chi tiết mua hàng thì các bác cần gì thì hú em câu các bác nhé.